Ê, rồi tức là anh Tuấn là hôm nay là đang làm phụ xe và hai tài sẽ thay đổi nhau và xin bạn em các bạn tôi xin lấy những vài phút để giới thiệu chương trình ngày hôm nay cho anh Trung. Và ra đây là sân bãi và đây là cái lỗ anh Trung em. Hello, I don't. Ê, hey, xin chào.